Xin chào các bạn, và hôm nay thì mình đã quay lại và mình mở hộp con máy hàn hai chức năng này. Đây là máy hàn hai chức năng da xích. Và đợt nọ thì mình có mua hai cái đấy, thì mình mở một cái cho các bạn xem rồi, thì hôm nay mình mở nốt cái còn lại. Thực ra cái này thì mình sốt ruột quá nên là mình mở mất rồi, mình quên mất rằng mình phải quay video. Và vì vậy thì mình đã lắp sẵn hết rồi, bây giờ mình chỉ quay những cái đoạn cần thiết thôi nhá. Ở đây thì mình xin giới thiệu, đây chính là cái máy hàn mà mình mua trên Lazada, gọi là máy hàn da xích hai chức năng. Máy này mình mua trên Lazada là 4.100.000 đồng nha các bạn. Ở đây sẽ có hai chức năng là hàn tích và hàn hồ quang thông thường. Hàn tích hay người ta còn gọi là hàn khí bảo vệ. Ở đây thì sẽ có cái màu hàn tích như thế này. Còn bên này sẽ chính là cái nấc thang hàn hồ quang, sử dụng que hàn bình thường như thế này. Chiếc máy hàn này thì có một cái đặc điểm mình quan tâm, đó là có chức năng hàn tích. Hàn tích ở đây người ta là cái từ ngữ viết tắt của từ tiếng Anh ấy, là inter cái gì tung sten, đại loại là như thế. Thì mình cứ hiểu là hàn bằng hàn hồ quang bằng cái điện cực không nóng chảy. Ở đây cái điện cực không nóng chảy này chính là Wolfram, và người ta có thể sẽ pha thêm một ít kim loại thor vào đây, thorium tung sten đây. Đó, thì đây chính là cái kim hàn của nó này. Và cái kim hàn này được bảo vệ bởi một loại khí trơ, đó chính là khí argon. Ở đây khí argon này có tác dụng bảo vệ cái kim hàn này, bởi vì khi nhiệt độ cao ấy thì cái kim hàn này sẽ phản ứng với oxy ở ngoài không khí và sẽ gây oxy hóa hay là hỏng cái kim, và người ta phải dùng cái khí trơ này. Thì ở đây lúc đầu mình lấy cái máy này về mình rất là khó khăn trong quá trình lắp, và mình cũng phải tham khảo rất là nhiều anh em trên mạng mình mới có thể lắp được cái máy hàn này. Trước hết thì ở đây nó chỉ là một cái máy hàn bình thường thôi, nhưng mà khi sử dụng chức năng hàn tích thì chúng ta sẽ có một cái bình argon. Và đây lúc đầu mình cũng không nghĩ là sẽ phải có cái đồng hồ này, nhưng mà thực ra nếu không có đồng hồ này thì có thể mình sẽ bị mất một góc nhà, bởi vì cái áp suất trong này rất là lớn. Và vì vậy khi mà chúng ta lắp ráp này thì các bạn cần mua máy hàn này, sau đó mua thêm ống này, mua thêm đồng hồ và mua thêm một cái bình khí nữa. Và tất cả thì mình phải mất hơn 5 triệu để có thể có một bộ hàn tích như này. Đối với sinh viên thì giá quá là chát, nhưng mà một khi mình đã ăn chơi thì mình cũng không lăn tăn vấn đề đấy nhiều. Thì đây là cái bình này sẽ được nối vào cái van, và đây cái van này mình nói rõ hơn nhé, van này sẽ có tác dụng là cân bằng cái áp suất vào trong máy hàn này. Khi mà áp suất nó cao quá ấy, thì nó sẽ xả ra cái đường van an toàn này, xả hết khí ra ngoài, nên các bạn căn chỉnh làm sao cho vừa phải để tránh tình trạng lãng phí cái khí argon ở đây. Và khi cái máy này chúng ta hàn nhá, thì các bạn sẽ nối dây như bình thường, và các bạn ấn cái nút này thì bắt đầu dòng điện mới có thể phóng ra và chúng ta hàn được. Ở đây các cái nút đằng trước này sẽ có chức năng. Thứ nhất, nút này là nút chỉnh công tắc để chúng ta chuyển sang chế độ hàn tích. Đây là đồng hồ báo ampe hàn này. Còn đây là các cái bóng báo nguồn này, bóng báo sự cố này. Cái công tắc này hay còn cái núm vặn chứ. Cái núm vặn này chính là núm vặn điều chỉnh dòng hàn. Còn đây chính là núm vặn điều chỉnh thời gian khi mà chúng ta không hàn nữa thì vẫn có khí thoát ra để bảo vệ. Nghĩa là khi chúng ta không hàn nữa nhá thì cái đầu kim hàn này nó sẽ vẫn nóng, và chúng ta sẽ phải điều chỉnh sao cho mà cái kim hàn này khí nó vẫn thoát ra để bảo vệ đến lúc cái kim nguội hẳn. Thì đây chúng ta sẽ có thời gian chỉnh là từ 1 đến 10 giây. Đây nếu mình chỉ 10 giây thì các bạn ấn phát sau các bạn không hàn nữa thì khí vẫn thoát ra, đến tận 10 giây sau thì khí mới dừng lại, để đảm bảo rằng cái kim của chúng ta được bảo vệ một cách tối ưu nhất. Thì các cái lắp ráp này thì người ta cũng có đánh dấu sẵn đây rồi. Đây chính là nối kim mát này để kẹp vào kim loại hàn này. Còn bên này chính là nối vào cái dây hàn chính. Còn đây là dây công tắc, thì cũng không có gì khó khăn nhiều cả. Khi mình mở hộp máy thì người ta trang bị cho mình một dây hàn tích kia, một dây hàn hồ quang, cái xốp bảo vệ thì không nói rồi này. Và đây người ta sẽ cho mình thêm một cái mo hàn. Nhưng mà thực ra cái mo hàn này thì mình cũng chả dùng đâu, bởi vì hàn tích thì phải dùng hai tay, nên là mình cầm một tay như này, một tay hàn thì rất là khó. Nên là ở đây mình đã mua thêm một cái kính hàn tự động. Với kính hàn tự động này rất là hay, đó là mình không cần phải nhắm mắt hay gì cả, mình vẫn nhìn như một cái kính bình thường, nhưng mà khi có ánh sáng vào thì cái kính này nó sẽ tự động làm tối đi để chúng ta không bị hại mắt, và rất là dễ thao tác. Thì ở đây trước tiên mình đi vào hàn thì mình sẽ bung cái máy này ra nha, bởi vì là mình đã xác định mua về để mình chơi nên là mình cũng không phải lăn tăn gì cả, nên mình sẽ dùng máy khoan để mình bung cái này ra. Ở đây sẽ là pha bung nắp này. Đấy, ở bên trong này thì nó sẽ có khá là nhiều phụ kiện. Đây là các cái sò của nó nha các bạn. Đấy, mình cũng không biết là sò hay là GVT, mình chưa nhìn kỹ, nhưng mà đại loại nó sẽ thế. Ở đây thì trong này là nó sẽ có một cái sensor này. Đấy, sensor này chính là cái van khí này. Khi mà chúng ta ấn cái công tắc này, đó, thì cái sensor này sẽ cấp cho khí chạy ra ngoài này và bơm vào ống. Còn khi mà đợi một thời gian thì cái mạch trong này có cái mạch thời gian, mạch time đấy, nó sẽ ngắt cái khí này, không cho khí cấp vào nữa.
Đó, còn ở trong này đây là một cái quạt, bên ngoài sẽ là một cái quạt và sẽ quạt để thổi mát tất cả cái dàn sò này của chúng ta. Ở đây thì mình nhìn cái dàn tụ lọc nguồn của nó, mình cũng thấy là cái bộ máy hàn này khá là khủng. Và ở đây thì người ta trang bị thêm một cái bộ mạch cao áp. Bộ mạch cao áp này khi chúng ta ấn thì sẽ có dòng cao áp phóng ra đây để mồi hộp quang dễ hơn. Bởi vì hàn tích này thì chúng ta cần một dòng cao áp đi kèm nữa mà. Thì cái mạch như này này, mình nhìn thì có vẻ chất lượng nó ok hơn cái máy hàn 1 triệu hôm trước mình review rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lại nha. Ok, và như vậy mình đã lắp xong. Thì đây thì nó sẽ có một cái đầu dây này. Đây chính là đầu dây để lắp vào cái núm này. Đấy, đầu dây này thì vừa có tác dụng dẫn điện vừa có tác dụng dẫn khí. Còn cái dây này chính là cái dây công tắc điều khiển ở đây. Thì khi mà mình mới mua về thì nó sẽ không nguyên vẹn đâu mà nó sẽ tháo tung hết ra. Ở đây chính là cái đầu sứ, hay còn gọi là đầu sứ để vê cái khí vào, đảm bảo rằng khí nó sẽ phun hết vào cái kim hàn này. Còn bên trên này chính là cái phần vặn để chúng ta đựng những cái phần que hàn còn dư thừa đấy. Nếu mà que hàn gần hết rồi thì các bạn có thể dùng cái núm này các bạn vặn vào đây này. Đó, thì nó không có gì phức tạp đâu. Ở đây thì nó bị ngắn, thế là mình phải cắt đôi ra như này xong mình nối vào nhau. Đấy, dân độ chế thì nhiều khi cũng phải chế như này. Thì cái que này là mình mua que xịn thì nó sẽ như này nhá. Còn nếu mà các bạn mua phải que đẻo ấy thì nó sẽ chảy ra và nó động thành một cái cục rất là to ở đây. Nên là các bạn phải chú ý mua que làm sao cho nó tốt, được chưa ạ? Còn về trang bị nha, thì các bạn sẽ cần phải trang bị từ đầu đến chân. Bởi vì khi hàn hồ quang này thì cái tia hàn hồ quang này sẽ có tác dụng chính là cái chất xúc tác, hay còn gọi là xúc tác ấy, để cho cái khí nitơ trong không khí nó phản ứng với khí oxy và tạo ra khí NO2. Và cái khí này khi mà gặp hơi nước trong cổ họng thì chúng ta sẽ, nó sẽ tạo thành cái axit H2O3. Và cái axit này nếu mà một hai lần thì không sao, nhưng lâu ngày sẽ ăn mòn thịt ở trong cổ họng này, rồi là gây ra ung thư, rồi các bệnh liên quan đến bệnh nghề nghiệp như là hen suyễn nghề nghiệp của thứ vân vân. Nên là các bạn tuyệt đối là phải có quạt. Đấy, cái quạt này sẽ quạt cái khí độc đi này. Thứ hai là cái tia hồ quang này chính là cái tia của hàn tích ấy, thì cái nhiệt độ khi mà chúng ta hàn tích rất là lớn, nó lên đến 6000 độ C cơ, và cái bức xạ nhiệt rất là mạnh, nếu như chiếu vào da có thể gây ung thư da. Vì vậy mình sẽ phải bịt kín từ đầu đến chân như này. Đấy, phải hở một tí không được, phải kín hết như này nha. Kín hết. Đấy, áo phải áo dài. Và các bạn phải có găng tay, trên mặt thì phải có khẩu trang như này, mũ, và đặc biệt là phải có kính hàn. Tất cả phải kín hết nha các bạn. Ở đây sau khi tất cả đã kết nối như này thì các bạn sẽ tiến hành xả cái khí ra trước. Ở đây thì ổ điện như là chúng ta chưa bật nha. Các bạn sẽ xả ở đây này. Mình cũng nói luôn về cái xả khí này. Thì các bạn chỉ cần xả vặn nhẹ nhẹ thôi nha. Nếu các bạn vặn mạnh quá nó nổ. Khí ở đây áp suất rất là cao, nó nổ và có thể mất góc nhà hoặc là bay vào mặt đấy. Nên là khi các bạn vặn này, các bạn sẽ nhìn thấy cái quả bóng cầu này nó bay lên này, bay đến khoảng 5. Và cái đồng hồ áp suất này sẽ báo áp suất ở trong đây. Thì các bạn sẽ căn chỉnh, nếu mà cao quá thì các bạn lại hạ xuống. Đó, mình sẽ hàn tích thì mình chỉ cần tầm khoảng 5 MPa là được rồi. Đó, cái áp suất này là áp suất ok rồi nha. Các bạn chỉnh, còn nếu mà các bạn để lên quá như này nó nổ một phát là thôi vỡ mặt luôn. Nên các bạn phải chú ý giúp mình nha. Cắm điện vào trong ổ điện như này. Và các bạn sẽ bật công tắc hàn. Đó, ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh dòng hàn ở đây nha. Còn cái này thì mình luôn để là 10 giây để đảm bảo rằng kim hàn chúng ta được bảo vệ tốt nhất. Đó, thì dòng hàn tích chúng ta chỉ hàn trong khoảng từ 60A đến khoảng hơn 100A thôi. Nếu hàn cao quá cái dây này cũng không chịu được và cái đầu này sẽ hay bị hỏng. Thì chúng ta sẽ hàn ở mức độ dòng hàn vừa phải thôi nha. Bây giờ mình sẽ trang bị tất cả các bảo hộ lao động và mình sẽ hàn cho các bạn xem. Vâng, ở đây đối với hàn tích này thì mình thấy mùi hồ quang khá là dễ và mượt. Ở đây thì dòng hàn của mình chỉ sử dụng là 60A mà thôi. Vâng, và đây thì mình đã hàn xong, các bạn có thể thấy được rằng cái đường hàn của mình này nó sẽ xếp lớp như này. Đó, đây chính là đường hàn tích. Và đây thì tay nghề mình cũng mới hàn thôi nên mình chưa thể hàn ngon được, nên là nó sẽ nhìn giống như chó ỉa.
Còn sau này mà mình hàn nét rồi nhìn nó rất là đẹp, và đặc điểm của hàn tích là hàn rất đẹp nha các bạn. Thì đây đây dòng hàn này là 64A này các bạn này. Vâng, còn bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm với chức năng hàn hồ quang. Ở đây khi hàn hồ quang chúng ta phải chuyển sang chế độ hàn hồ quang như này. Đó, sau đó các bạn sẽ kết nối cái dây hàn hồ quang vào đây và tháo cái dây này ra. Và ở đây thì đối với hàn hồ quang chúng ta sẽ không cần phải sử dụng khí argon nữa, mà chúng ta chỉ sử dụng những que như này để có thể hàn thôi. Ở đây mình sẽ kéo thử hai loại que, đó là que 3.2L và que 2.5L. Đây chính là hai loại que của nó, que thông dụng này. Ở đây thì mình chắc chắn rằng chiếc máy rất là khỏe rồi, và kéo que 3.2L là rất ok. Ở đây chúng ta có thể chỉnh dòng hàn. Thông thường thì chỉnh dòng hàn khoảng 200A là chúng ta kéo que 3.2L rất là ngon. Nếu mà dòng hàn để cao quá thì cái mối kim loại chúng ta sẽ bị nhão, bị chảy và không đẹp. Nó mở dòng hàn ở mức vừa phải, chúng ta sẽ có một cái đường hàn đẹp, xếp vẩy và rất là chắc chắn. Ở đây thì mình sẽ thử nghiệm luôn nha. Đó, mình đã chuyển sang chế độ hàn hồ quang thông thường rồi. Và đây A thì mình sẽ cho khoảng 200A thôi. Và mình sẽ kéo thử cái que 3.2L. Ở đây mà mình hàn thì mình thấy có vẻ như máy hàn này khá bị dắt, và mình thực sự mình rất bực vì cái độ dắt của máy hàn này nó không mượt. Mình sẽ thử chỉnh lên 250A xem như thế nào nha. Ở đây mình mới để là 200A thôi. Và thực là mình hơi thất vọng về chế độ chức năng hàn hồ quang này rồi. Và mình thử kéo xem là 250A thì mức độ hàn chúng ta sẽ như thế nào nha. Và ở đây thì mình sẽ mồi hồ quang vào một bên khác. A thì theo cảm nhận của mình có vẻ nó vẫn bị dắt các bạn ạ. Ở đây thì độ dắt của nó cũng khá là cao, và nó sẽ không thể kéo được một cái đường mượt được. Có vẻ dắt và không được đều lắm. Ở đây mình sẽ thay nha, mình sẽ thay que 2.5L để xem thế nào. Vâng, đây mình sẽ mồi hồ quang cho que 2.5L để các bạn cùng có thể thấy. Ở đây que 2.5L mình để chế độ 200A nhưng mà nó vẫn bị dắt. Và mình bực ở chỗ là cái máy hàn này nó có chế độ tự ngắt khi quá tải đấy ạ. Nên là nó rất là hay ngắt khi mà mình kéo như này và quả thực hàn như vậy rất là bực. Đây chính là các cái đường hàn của nó này. Và do là bị dắt nên là cái xỉ hàn này mình phải dùng cờ lê mình gõ. Chứ bình thường ra nếu mà mình kéo một đường dài thì cái xỉ hàn nó sẽ tự bung luôn. Ở đây thì mình không, thực sự mình không thích cái chế độ bảo vệ của máy hàn một chút nào. Cũng có thể là do cái nguồn điện của mình chưa ổn định chăng. Đây này, cái chế độ bảo vệ thì khi mà nó quá tải nó cứ đỏ lên. Và mình nghĩ là do mình ở xóm trọ nên là cái đường điện của mình có vẻ không đáp ứng cho cái máy hàn này. Như vậy là mình đã có một bài đánh giá khá là chi tiết về cái máy hàn này. Thực ra thì mình cũng không nói là mua hay không nên mua, và mình chỉ đưa ra những cái cảm nhận của mình đã có và cho các bạn có thể tham khảo cũng như là quyết định trước khi mua cái máy hàn này mà thôi. Mình thì thực sự mình không kinh doanh máy hàn này, mà mình chỉ đăng lên để cho mọi người có thể biết rõ hơn về cái máy hàn này. Bởi vì máy hàn tích thì không phải ai cũng được tiếp xúc đâu, và chính bản thân mình cũng rất là khó khăn khi lắp đặt những cái hệ thống như này này. Nên là hy vọng rằng cái video của mình sẽ mang lại những cái lợi ích thiết thực đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.